Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh Nguyên Review. Thì hôm nay lại là một ngày nữa chúng ta gặp nhau. Hôm nay sẽ là một sản phẩm mà các bạn cũng sẽ rất là quen thuộc. Đấy chính là Ruzo Blue, Ruzo Xanh, hay còn có tên gọi khác là Ruzo Stronghold Water Soluble High Sheen, tức là Ruzo độ giữ nếp cao, có thể gội rửa và bóng cao. Thì chúng ta sẽ không nói quá nhiều về mặt là trải nghiệm, bởi vì như clip Ruzo Pink lần trước mình làm cho các bạn thì mình cũng thú nhận rằng là cái việc trải pomade với mình nó ở mức hạn chế, mình không thể nào trải phồng tướng lên cả. Một phần có thể do hạn chế về mặt là cái kiểu tóc, và thứ hai là hạn chế nhiều nhiều hơn là về mặt kỹ năng sấy ở kỹ năng trải, nên thành ra là mình khó có thể nhận xét được rằng là cái này nó ok hơn là cái kia. Đấy, nói chung là vì là pomade là một game mà thiên về kỹ năng của người sử dụng, là kỹ năng trải rất là nhiều, nên thành ra là không hẳn mình có thể review được cho các bạn trong tình trạng tốt nhất. Tuy nhiên rằng là cái con này nó lại có một cái điều khác để nói mà thực sự bây giờ mình chưa có thể mua được cái phiên bản đấy. Đấy là sản phẩm này có fake. Bất cứ Ruzo nào đều có thể được fake, nhưng không hiểu sao người ta không fake các Ruzo khác, người ta đi fake đúng con này. Lý giải có thể như này. Đầu tiên, cho các bạn dễ hiểu rằng là cái chất sản phẩm của Ruzo màu xanh sẽ là chất gel như thế này. Thì khi mà nói đến pomade gốc nước, như mình đã giải thích từ cái clip talk lần trước, cùng với gốc nước sẽ chia ra làm hai loại chủ yếu, đó là gốc nước truyền thống, gốc nước phi truyền thống. Gốc nước truyền thống hay còn gọi là gel pomade, gốc nước phi truyền thống hay còn gọi là những cái sản phẩm gốc nước giống như kiểu dạng cream rồi dạng ABC các kiểu. Tức là gốc nước truyền thống sẽ là dạng gel pomade. Nói chung gel pomade là gì, là pomade có cái độ trong suốt nhất định, đấy thì gọi là gốc nước truyền thống. Thì là con Ruzo xanh này thì gốc nước truyền thống như nào? Gốc nước truyền thống đơn giản lắm các bạn có thể hiểu này, mình sẽ giải thích cho các bạn, mình giới thiệu cho các bạn một cái như thế này. Cốc nước truyền thống gel pomade là một sản phẩm thuộc dạng gel. Tất bất cứ một cái sản phẩm thuộc dạng gel nào cũng chứa rất là nhiều thành phần, đấy là nước và các chất tạo dính. Các chất tạo dính hoạt động bề mặt có thể kể đến là xanthan, đó là cái chất tạo gel. Thì không chỉ có xanthan mà rất là nhiều khác, chất khác mà các bạn có thể tự tìm hiểu. Của mình thì mình không muốn lan man đấy ở đây, mình chỉ muốn nói rằng là gì, tại sao nó lại được fake mà không phải là có màu đỏ cùng là chất gel. Bởi vì sao? Bởi vì đầu tiên mọi người yêu quý Ruzo xanh, bởi vì cái thứ nhất đó là có thể gội rửa được, cái thứ hai và rất là nhiều người có ấn tượng với Ruzo màu xanh này, đấy chính là mùi hương cực kỳ quyến rũ, và cái thứ ba đó là giữ nếp cao. Ba điều này khiến cho Ruzo xanh là con Ruzo được yêu thích nhất trong cả line Ruzo. Không có một con Ruzo nào chiếm được cảm tình của mọi người bằng con Ruzo xanh. Có thể mọi người chê rằng là nó dùng nọ dùng cái kia, nhưng người ta vẫn sẽ mua nó để ở nhà và để hít chứ không dùng. Rất rất nhiều người như thế, mình không cũng không ngoại lệ. Thực ra thì đây là sản phẩm về mùi hương mà mình yêu thích nhất. Tuy nhiên rằng hiện tại tính đến thời điểm hiện tại thì một cái fact nho nhỏ của mình thôi, thì hiện tại thì không ai biết là mình rất là thích mùi Ruzo xanh cả. Thành ra là cứ đoán hưu đoán vượn, nghĩ rằng là mình thế nọ thế kia. Thực ra đối với mình một Ruzo màu xanh là một cái mùi mà khá là ok các bạn. Đó, thì mình giải thích như thế. Thì tại sao lại làm fake? Bởi vì nó được yêu quý nhiều nhất trong dòng Ruzo. Và cái thứ hai nữa, đấy là nó thuộc dạng gel pomade. Thì như mình vừa giới thiệu cho các bạn, thì nó sẽ bao gồm chất tạo dính và thành phần chủ yếu là nước. Cái dạng gel càng trong thì nó càng ít dưỡng, cho nên là cái giá thành sản xuất ra gel pomade hoặc là gel nói chung nó rất là rẻ, và việc làm fake nó có thể giá sản xuất ra thì chỉ đến vài nghìn thôi. Bởi vì sản xuất cả vạn lọ mà, thành ra là các bạn hãy lưu ý nha, mình ở đây thì không có bản mới, đây là hộp bản cũ của mình, cho nên là sẽ có những cái sai lệch nhất định. Và nếu mà được thì mình nghĩ rằng là nó cũng không có quá nhiều cái sai lệch đâu. Và nếu mà để yên tâm nhất, các bạn hãy mua những sản phẩm Ruzo mà có tem phân phối ở Việt Nam, ví dụ những cái tem giới thiệu như thế này. Mình thì lúc mua về mấy cái sản phẩm Ruzo khác thì mình bóc ra hết, mình dán hết lên đây các bạn này, những cái tem giới thiệu bằng tiếng Việt như thế này. Đó, có thể là màu đen, có thể là màu trắng, nhưng mà bởi vì đây gọi là cái tem phụ, cái tem phụ là cái tem bắt buộc khi mà
dành cho các sản phẩm nhập khẩu khi mà vào Việt Nam đã được kiểm định, đã được chứng nhận rằng là có thể lưu hành và có thể bán ở Việt Nam. Pháp luật mình quy định rằng là bất cứ sản phẩm nhập ngoại nào cũng phải dán tem phụ từ Trung Quốc hay bất cứ quốc gia nào, miễn là người ta không nói tiếng Việt thì người phải dán tem phụ khi mà nhập khẩu ở Việt Nam. Và tem phụ đấy sẽ miêu tả là gì? Tên sản phẩm, cái hướng dẫn sử dụng của sản phẩm, những cái về địa chỉ sản xuất, địa chỉ công ty phân phối, địa chỉ nhà máy sản xuất gốc luôn. Và người ta sẽ ghi là hạn sử dụng trên bao bì chẳng hạn, hoặc ghi hạn sử dụng ngày sản xuất ở trên cái tem phụ đấy luôn, rồi ABC thành phần xem trên bao bì đấy, hướng dẫn sử dụng và cảnh báo nó kia sẽ bắt buộc bằng tiếng Việt. Hãy mua những cái sản phẩm có tem phụ như thế thì sẽ chắc chắn là các bạn rằng là các bạn sẽ không bị dính fake, bởi vì mình biết rằng là khi mà các bạn xem clip này xong các bạn sẽ lên ngay Shopee và tìm. Thì trên Shopee có những người bán fake chỉ có độ khoảng 190.000 lọ Cruzo như thế này thôi. Chụp ảnh lên thì cũng như này, lúc mở ra cũng như vậy. Nhưng thực ra thì bởi vì mình chưa nhìn thấy nó trực tiếp và mình không thể nào mà nói rằng với các bạn rằng là phân biệt cho các bạn rằng là fake và out nó có khác nhau những cái chi tiết như thế nào. Qua clip này mình chỉ muốn các bạn chú ý thật kỹ rằng là sẽ có một lọ Cruzo out nó sẽ trông như thế này. Và để tốt nhất, để yên tâm nhất, các bạn hãy mua những sản phẩm có tem phụ ở mặt sau đó, được công ty phân phối chính hãng ở Việt Nam. Và mình sẽ có gợi ý cho các bạn ở cuối clip về những cái địa chỉ mà các bạn có thể mua sản phẩm. Rồi ok, thì chúng ta hãy đi vào sâu chi tiết ha. Phiên bản fake thì sẽ có chỉ có một size, đấy là 4 ounce, tức là 113g. Còn phiên bản thật thì chúng ta sẽ có tận 3 size. Giống như mình giới thiệu con Ruzo Pink hôm nọ thì bây giờ ở nhà mình chỉ có 2 size mà thôi. Bởi vì là cái lọ 12 ounce thì với mình dùng cũng không hết và mình chiết cũng không xong. Đó, đây các bạn, thưa các bạn. Đó, bản 1.3 đây và đây là bản 4. Màu sắc của sản phẩm này được dùng sử dụng là màu xanh, hướng xanh kiểu blue, xanh dương. Xanh dương nhạt. Thì khi mà nhắc đến sản phẩm này, so sánh với sản phẩm cũng màu xanh khác, đấy là Fiber, thì chúng ta có hai màu sắc hoàn toàn khác nhau. Mình sẽ gọi đây là sản phẩm màu xanh và đây là sản phẩm màu xanh lam. Thì Ruzo Blue, Ruzo màu xanh này có thiết kế tương tự như những con Ruzo khác. Đó chính là, gọi là Ruzo khác thì không phải, nó có thiết kế có kích cỡ tương tự giống những con Ruzo khác và có thiết kế bụi bặm, bởi vì đây là dòng vintage của Ruzo. Còn những cái dòng mà mình vừa dơ lên, ví dụ như là dòng Fiber, những cái dòng như thế này thì nó sẽ có thiết kế khác, mình sẽ giới thiệu với các bạn ở trong những clip giới thiệu về Fiber, giới thiệu về Clay, giới thiệu về dòng Fiber này. Nói chung chung là như thế ha. Đó, thì tập trung vào đây là dòng vintage. Dòng vintage thì sẽ có 4 con sản phẩm homemade chính, đấy là hồng, xanh lá và đỏ, bốn con chính như vậy. Và tất cả những con chính và dòng vintage đấy đều sẽ có những cái hình ảnh trông như kiểu dì xét, những cái kiểu thiết kế để tạo hình trông như dì xét và cũ kỹ. Tất cả mọi con sẽ khác nhau về những cái giới thiệu về cái đường viền này và cái màu sắc tổng thể của hộp sản phẩm. Ngoài ra thì chúng nó cũng sẽ khác nhau về những cái thông số ở đằng mặt sau đó, bởi vì khác nhau về thành phần luôn mà các bạn. Còn những thông số tổng quát thì chúng ta bao gồm những cái gì? Chúng ta vẫn sẽ có tên thương hiệu, hình ảnh, biểu tượng của thương hiệu, có thể coi là logo của thương hiệu. Ở đây chúng ta sẽ có trọng lượng của cái sản phẩm ở trên này. Và ở đây chúng ta vẫn có những cái Holland Finest Homemade cùng thêm lấy tên sản phẩm ở bên dưới này. Đó, viền màu bạc ghi các bạn ha. Màu ghi, chứ không phải màu bạc. Đó, thì ở đây các bạn thấy là qua thời gian mình có bị chọc sơn ở đây này. Đó. Và cái hay của thiết kế cũ cũ như thế này là khi việc chóc sơn nhìn nó càng nhìn trông nó vẫn thẩm mỹ, rất là thẩm mỹ, thay vì là nhìn trông nó úi xùi và trông nó này hơi chán. Đây ra mặt sau chúng ta có thể thấy rất là rõ là vấn đề chóc sơn của cái hộp này. Những cái hộp này hoàn toàn là có thể chóc sơn và thậm chí tốc độ chóc sơn nó khá là nhanh, thế nên là cũng không thể nói rằng là đây là một cái hộp sản phẩm cao cấp được. Và mình tin chắc chắn rằng là bất cứ ai nói cái hộp sản phẩm cao cấp này thì cuộc sống cũng rất là khó khăn. Hộp này mà cao cấp thì cuộc sống cũng rất là khó khăn và họ thực sự là gần như là không bao giờ tiếp xúc với những sản phẩm cao cấp. Thế nên là mình rất sẵn sàng thông cảm cho họ nếu họ đánh giá một thứ gì ở cao cấp qua giá tiền. Nói sâu về một chút về cái mắt sau này thì mình sẽ lấy thử con hồng đi ha. Ruzo Pink hoặc là con màu xanh. Chúng ta cũng có một số những cái sự khác biệt, không rõ đây là lô
sản xuất khác nhau. Mình nghĩ là lô sản xuất khác nhau các bạn. Đây các bạn có thể nhìn thấy nha. Ở hộp màu hồng này, cái chữ nó cũng to bằng hộp màu xanh luôn. Đó, tất cả những cái thiết kế nó xem nhau, như hộp màu xanh lá này này thì lại chữ bé hơn. Đây không phải sản phẩm fake nha các bạn. Tất cả những cái sản phẩm này, cái hồi công ty bây giờ chưa nhập về thì mình mua hết ở Ba Bát luôn. Tất cả đều có tem Ba Bát nhưng mà mình cạo ra hết. Với mình nhìn, nếu mà không phải sản phẩm đi mượn thì mình sẽ cạo ra hết tất cả tem cửa hàng. Thói quen của mình mà, mình không thích nhiều logo xung quanh. Ở đây thì chúng ta, mặt sau chúng ta sẽ có gì? Những cái đường viền ghi rằng là Great and Best Scotland, Holland. Tức là ở cái tiệm Barber Shop ở Hà Lan, cái tiệm Barber Shop mà đại diện cho cái thương hiệu Ruzel này. Nó tạo ra và được thử ở cái chỗ đấy. Và gia công tại Mỹ. Đó. Ở những cái đường viền trắng này thì chúng ta hoàn toàn có những cái thông tin đấy. Và chúng ta thêm một cái thông tin đấy là đây là nhà máy sản xuất này, là địa chỉ nhà máy sản xuất và trang web của Ruzel. Các bạn có thể thấy ở đây, đây chỗ phần đậm đậm này, trang web. Sau đấy thì đấy, Great and Test tại Scorum, Holland. Rồi đấy, địa chỉ vòng vòng đây. Vào bên trong giữa chúng ta có gì? Chúng ta sẽ có hướng dẫn sử dụng bằng hai thứ tiếng, bằng tiếng Hà Lan và tiếng Anh. Đó. Mà hình như là ba các bạn, hai hay ba thì tiếng gì đấy. Đây, phần hướng dẫn sử dụng bên trên này, chúng ta sẽ có từng thành phần ở đây, mã vạch ở đây. Và bên dưới này chúng ta sẽ có cả những phần cảnh báo, cũng ngoài tiếng Anh ra cũng có thêm độ khoảng 1-2 thứ tiếng nữa. Dưới cùng thì chúng ta sẽ có thêm một phần trọng lượng ghi rõ ràng đây. Đó, ngoài ra thì chúng ta không có gì khác quá nhiều. Đấy, thì chúng ta sẽ đến vào nhân vật chính, và mình định nhân vật chính trong này các bạn ạ. Đó, vẫn là những hộp, cái kiểu hộp rất là vintage, vẫn là những cái kiểu hộp mà sau nắp xoay, hộp nhôm một chiếc. Mùi hương ở đây thì khi mà lúc mà mình mới chơi ấy, mình không nhận biết được ra là mùi hương là mùi vani. Bởi vì thực ra thì mới chơi hạn thế thôi, nghe các anh đi trước nói là mùi này mùi kia. Thực ra người ta có điều kiện, người ta tiếp xúc với nhiều mùi, nhất là khi người ta thường xuyên tiếp xúc với ví dụ như mùi vani hoặc là mùi ABC đấy, người ta sẽ nhận biết ngay, nhận biết rất là nhanh những cái mùi đấy. Còn mình mới chơi, mình không nhận biết được, mình lâng lâng, mình khó tả. Nhưng mà khi mà tiếp xúc nhiều với mùi vani, bởi vì nói thật với các bạn rằng là trong cái phòng nghiên cứu của Oakwater thì sử dụng mùi vani rất là nhiều, thì mình nhận ra ngay. Tuy nhiên rằng là đây không hẳn là một mùi vani đơn thuần. Mình khẳng định với các bạn rằng là mũi mình thì không chắc chắn lắm, mình không chắc chắn lắm, nhưng sẽ có thêm 3 mùi, ít nhất là 3 cái thành phần mùi khác ngoài vani ra: hổ phách, gỗ tuyết tùng và gỗ đàn hương. Thêm một trong 3 này mình khẳng định với các bạn luôn. Bởi vì là ngửi nó, nếu mà ngửi mùi vani đơn thuần nó sẽ rất là ngậy ngậy, nó sẽ không có cái độ trầm của cái mùi này. Nhưng mà khẳng định với các bạn luôn là cái độ trầm này, một là tông gỗ hay là một cái tông mùi gì đấy khác, nhưng mà để mà nói, để mà cho vào pomade một cái mùi gì đấy nó phức tạp ấy, thì mình nghĩ rằng là hoàn toàn không thể. Đó. Và chất sản phẩm thì nó vẫn đặc, nó khá là đặc các bạn ạ, rất là đặc. Đó. Là gel pomade mà. Để mà nói so với những gel pomade Trung Quốc khác thì nó đặc hơn một chút. Đấy. Còn nhân tiện bản mạng đến việc gel pomade Trung Quốc thì cũng có thông tin với các bạn như thế này. Thực ra ấy, nếu mà sáp nói về việc sáp tàu và đồ tàu thì sáp tàu và đồ tàu thực ra thì không có tệ. Nhưng mà sáp mà ví dụ như sáp giả thì nó rất là tệ, bởi vì sáp giả thì dùng những nguyên liệu tệ hại để làm ra một cái sản phẩm nó có hình thức giống nhưng mà chất lượng thì hoàn toàn không. Thì đấy, quay lại về nhân vật chính của chúng ta thì Ruzel pomade thì mình xoa tay sẽ như thế này. Thường các bạn xoa tay thì cái sản phẩm nó sẽ dính dạng gel cơ, nhưng mà mình khẳng định với các bạn ra khi mà nếu các bạn xoa tay như thế này, tức là sản phẩm đã hỏng. Và một lần nữa ngoài clip gấu hồng ra thì đây cũng là một clip khác mình sẽ dùng sản phẩm hỏng. Và mình cũng xin lưu ý với các bạn rằng nếu mà các bạn sợ sản phẩm đã hỏng thì các bạn không nên sử dụng, bởi vì con Ruzel Blue này, con Ruzel màu xanh này có một cái đặc tính rằng là nó rất là dễ hỏng. Nếu mà ai đã từng chơi Ruzel màu xanh lâu rồi thì sẽ rõ ràng thấy, nhất là nó hoàn toàn có thể có những cái cục nho nhỏ ở
trong cái sản phẩm, và cái cục đấy xuất hiện khi mà cái sản phẩm này bị tương tác nhiệt độ lên một nhiệt độ nhất định, có thể là trên 40 độ, thì trong cái điều kiện thường xuyên thì nó sẽ kiểu như thế. Và nếu mà muốn nó biến mất, các bạn rất là đơn giản, để nó vào tủ lạnh. Nhưng mà mình đã khuyến cáo với các bạn rất là nhiều lần, không nên để bất cứ một con sáp hỏng nào vào tủ lạnh, kể cả trông nó có giống như lúc chưa từng hỏng. Bởi vì mình, bản thân mình là một người rất là dễ tính trong vấn đề dùng sáp hỏng hay không. Đơn giản vì sao? Bởi vì mình biết rằng là mình chăm sóc tóc kiểu gì. Tuy nhiên rằng với các bạn, với những người sử dụng sản phẩm tạo kiểu chỉ đơn thuần là tôi muốn tạo kiểu, thì các bạn không nên có một cái liều lĩnh như thế, không nên học tập mình. Đấy là một cái tật khá là xấu của mình. Mình review ra đây thì cũng coi như là tự bóc phốt bản thân thôi. Thế nên là đừng học tập theo mình cái đấy ha. Đó. Đó, ví dụ nha, đây là lúc mà chưa xoa hẳn ra tay. Đó. Thì khi xoa ra tay thường thì nó sẽ tan hết và nó sẽ có một cái lớp bong bóng bởi vì nó là cái nhau. Thì đây, các bạn sẽ thấy mình đang xoa ra tay dần 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 dần. Mình không có làm một cái thủ thuật gì đâu, nó chỉ đơn giản là con ru rồi đấy thôi. Đó. Đó, xoa tay. Đó, nó trắng trắng này. Thì thực tế ra mà nói ấy, thì ru rồi màu xanh xoa tay không như thế này. Nó sẽ mượt hơn và nó không có để lại những cái kiểu đồ đốm của cục cục này. Đó, một cái lưu ý cực kỳ lưu ý với các bạn. Về hiệu năng của cái sản phẩm hỏng này thì không như là Blue Man gấu hồng, sẽ tốt hơn sản phẩm chưa hỏng. Sản phẩm hỏng này có hiệu năng tương tự như sản phẩm chưa hỏng. Mình đã mượn và kiểm chứng. Ok, bây giờ sẽ như bình thường ha. Thì như bạn vừa thấy, mình vừa có sấy qua qua để mà khô tóc cho cái sản phẩm Ruzo này trên tóc. Thì mình thấy nhiều anh em bảo là con Ruzo này với anh em không giữ nổi đến firm hold, chứ đừng nói đến strong hold. Thì mình cũng xin đính chính lại một chút như thế này. Thực ra ấy, thì tất cả các sản phẩm bốc nước nó sẽ không thể nào giữ cái mái tóc của anh em bền cả ngày được. Nhất là những cái sản phẩm bốc nước như thế này, nó sẽ trôi đi rất là nhanh và người cũng qua cái vấn đề là mồ hôi nó chảy ra. Đó, đó lý do vì sao anh em, ví dụ nha, mình sẽ lấy ví dụ không phải pomade mà cả vấn đề về sáp nữa. Đấy là lý do anh em sẽ cảm thấy là Hand of Fuko Claymation sẽ có độ giữ nếp kém hơn là Blue Man ngựa vằn. Nếu mà để cân đo đong đếm ra và để mà chuyên gia mà phân tích ra là thành phần hai con như thế nào, thì mình khá chắc rằng là tỷ lệ những cái thành phần chung của bọn nó tương tự như nhau. Tuy rằng một con thì gốc nước, một con thì gốc nước thiên dầu thiên sáp, nhưng mà mình khẳng định với các bạn luôn là nó sẽ xem như nhau. Tuy nhưng mà khi mà là sản phẩm gốc nước ấy, mồ hôi ra lập tức là nó sẽ trôi đi dần, trôi đi bớt, bạn sẽ thấy tóc tõe dần ra và không được cái độ giữ nếp chắc chắn những sản phẩm mà có tính thiên dầu hoặc là gốc dầu đó. Ngoài ra thì trong lúc trải Blue Man, à nhầm lại, bảo Blue Man Rosal Blue này, thì mình cũng xin lưu ý với các bạn một điều nữa. Đấy là không có một sản phẩm
nói sao nhỉ, những cái sản phẩm Gel Pomade này, nếu mà các bạn thấy ai mà quảng cáo mà dưỡng tóc nhiều ấy, kiểu như là sản phẩm này 300.000 cơ mà nó sẽ dưỡng tóc nhiều hơn cái sản phẩm 80.000 ở trong siêu thị, thì xin thưa các bạn rằng là gì, cái người đấy thậm chí còn không đang biết mình đang làm cái gì. Đó đó là một cái chính xác, họ chỉ đơn giản là nhập sản phẩm về và bán là thôi. Thế nên là chính vì họ không biết đang làm cái gì nên là khả năng cao họ sẽ có cái kiểu tư duy là đây là một sản phẩm mà thôi, và việc là bán sản phẩm đấy thì đơn giản là bán thôi, chứ không phải là một cái vấn đề mà phục vụ là cần độ chính xác là ở cái sản phẩm này nó phải rằng hàng ao đó. Sản phẩm, những sản phẩm Gel Pomade như thế này, mình thề với các bạn luôn là tính tính ra ấy, tính cái độ dưỡng của nó ra ấy, chưa chắc nó đã cao hơn những cái sản phẩm sáp ở trong siêu thị đâu, mình khẳng định với các bạn. Kể cả nó 300.000 hay là nó 500.000, chưa chắc đâu. Nên là mình là người chơi, mình hãy tỉnh táo với những lời nói không chính xác. Đã bỏ ra 300.000 rồi, 350, 400 rồi, thì ít nhất là mình cũng phải tìm hiểu qua về thông tin của sản phẩm một chút, thay vì là mình cứ chỉ nghe và nói những cái câu kiểu em thấy hoặc là tôi thấy người nọ nói người kia nói, thế nó không chính xác các bạn. Đấy, anh em thấy không? Bình thường mình sẽ lấy chỉ có 2 lần mà thôi. Tuy nhiên rằng là những quan điểm của mình về pomade, mình sẽ dùng đến khi nào mình cảm thấy tất cả mọi sợi tóc của mình nó được cố định vào một chỗ. Mình thề với các bạn luôn là pomade là một thứ sản phẩm tạo kiểu cổ điển. Nhìn trông lúc nào cũng bóng bẩy, trông lúc nào cũng già, trông lúc nào cũng, với cái môi trường bây giờ thì có vẻ như là hơi dở hồn một tí đó. Nhưng mà cái một cái quy chuẩn, quy tắc ngầm của việc giờ sử dụng pomade ấy, làm ơn đừng bao giờ để tóc nó bung ra, đừng bao giờ để tóc bung ra. Có thể phồng, có thể không thế nọ không thế kia, nhưng mà đừng bao giờ để tóc bung ra. Đó mới là tinh thần của pomade. Và như các bạn đã thấy, sản phẩm Rouge Blue từ nãy giờ mình khá chật vật khi khi trải nó. Tại sao mình khá chật vật? Bởi vì các bạn có thể hiểu đơn thuần như này. Phần trên này của mình khá là thưa tóc, các bạn có thể thấy mình lùa qua rất là dễ đúng không ạ? Nhưng mà phần hai bên mai này mình tóc rất là dày, tóc rất là dày. Đó, việc lùa một cái lược qua ngay cả cái phần răng thưa này nó cũng rất là khó, khó khăn hơn rất là nhiều. Đó. Mệt phết các bạn ạ. Lý do không sử dụng pomade cũng đáng thôi, dùng hơi mất thời gian thì nó chả làm sao nó cho vào nếp,
thì mới xong đó. Và đấy các bạn có thể nhìn so sánh từ đầu có một cục khá là lớn, nhưng mà bây giờ thì còn một chút xíu xíu thì thôi, chắc độ khoảng 1-2 gram gì đấy. Và đấy một lần dùng hết 5 gram thì mới tóc mới vào nếp được, chứ đừng bao giờ dùng những cái kiểu một đầu ngón tay ti 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 này dùng pomade. Cái kiểu mình dùng rô hồng mình thấy thế nó ABC nó kia, mình khẳng định với các bạn luôn là các bạn đang dùng sai cách, và đừng có bao giờ nhận xét về một con pomade kiểu như thế đó. Chốt lại là gì, chúng ta sẽ có một cái con pomade gốc nước dễ gội rửa rất là bóng, các bạn thấy độ bóng ở đây đó. Tuy nhiên đây không phải là độ bóng căng thẳng nhất, bóng cao nhất là nếu mà gọi là high sheen ở trên cái như kiểu trên label thì không phải, đây chỉ là độ bóng khoảng medium thôi đó. Thì đấy có một độ bóng như thế này, và các bạn có mùi hương vani, vani thiên hướng gỗ khá là thơm, rất là thích đó. Các bạn có một sản phẩm pomade mà theo mình thấy rằng là dễ sử dụng. Tuy nhiên rằng là nếu mà ai quan tâm tới vấn đề dưỡng tóc thì hãy loại hoàn toàn Ruzo Pomade ra, bởi vì như mình đã nói từ clip trước, clip Ruzo Pink đấy là sản phẩm Ruzo Pomade hoàn toàn không phục vụ mục đích dưỡng tóc. Ruzo Pomade không có đủ thành phần dưỡng để có thể khiến cái sợi tóc của các bạn hoặc là cái mái tóc hoặc cái da đầu của các bạn khỏe khoắn hơn sau khi dùng hết một hộp hoặc dùng hết một vài hộp, hoàn toàn không. Vậy chốt lại ở đây là gì, đây có một sản phẩm đáng mua không thì các bạn đừng có hỏi mình câu đấy, bạn mua luôn không phải suy nghĩ, miễn là sao là hàng chính hãng, mua luôn, mua hộp bé, mua hộp to, mua hộp siêu to, cứ mua, nó rất đáng tiền. Cái mùi hương này thực sự ra mà nói không thể thay thế được, và đây là một mùi hương mà nói sao nhỉ, khi mà bất cứ ai vuốt lên nó có một cái độ trung tính nhất định, tức là khi mà anh đã dùng pomade rồi anh có thêm cái mùi hương này nữa thì cái cảm giác là một người đàn ông chín chắn trưởng thành hơn rất là nhiều so với việc các bạn bôi một đống hoa quả lên trên đầu. Đấy là điều chắc chắn luôn, khẳng định luôn, đây là một con đứng ở trường phái mà đối nghịch hoàn toàn so với những quả sáp hoa quả trên thị trường hiện đang bán. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip đến tận ngày ngày hôm nay. Sự ủng hộ của các bạn đấy là động lực rất là to lớn của mình sẽ cố gắng làm sao mà cái hình ảnh ở trên clip của mình sẽ càng ngày tốt hơn, sẽ có những cái đoạn chỉnh sửa, hy vọng rằng là sẽ làm hài lòng mọi người. Tất nhiên rằng là bởi vì mình là một người mà khó khó để nói rằng là bắt đầu xỏ tay gì, nên là cũng hy vọng rằng là có sự thông cảm với mọi người để có thể tiến bộ dần dần hơn đó. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn đẹp trai, mỗi review xin hết, bye bye.